Nạn nhân sống sót sau tai nạn Asiana Airlines nói phi công đã cố gắng nâng phần đuôi của phi cơ trước khi bị gãy, tính từ San Francisco. Một hành khách trong chuyến bay Asiana Airlines gặp tai nạn tại phi trường quốc tế San Francisco vào ngày thứ Bảy, cho biết động cơ của máy bay đã rung mạnh vài giây trước khi toàn thân rơi xuống mặt đất. Ông Eugene Ra nói tiếng gầm của phi cơ cho thấy phi công của chiếc máy bay Boeing 777 đã cố gắng đưa máy bay lên cao trở lại. Hôm qua, ông Ra đưa ra nhận xét đó vì ông thấy phi cơ hạ xuống quá thấp, không giống như những lần khác. Nhưng phi hành đoàn đã không có thông báo bất kỳ tình trạng khẩn cấp nào. Cuối cùng, ông nghe âm thanh động cơ gầm rú vì phi công đã tìm cách nâng phần đuôi của máy bay lên, nhưng không thành công. Cảm giác lúc đó của ông là, phen này chắc chết. Mọi người đã đồng loạt la hét lên, ai nấy đều hoảng hốt và sợ hãi. Ông không biết mọi người đã phải chịu đựng điều này trong bao lâu, nhưng cuối cùng, phi cơ cũng đã dừng lại. Theo các viên chức của hãng hàng không Asiana Airlines, hai người chết là hai thiếu nữ 16 tuổi, quốc tịch Trung Hoa, ngồi ở phía sau nơi đuôi máy bay. Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia cho biết phi cơ bị rơi xuống sau khi phi công hủy bỏ yêu cầu hạ cánh lúc chỉ còn khoảng 1.5 giây.